thưa quý vị cứ mỗi dịp tết đến xuân về thì nhà nhà lại bắt đầu chuẩn bị những nghi thức theo phong tục truyền thống tết giáp thìn năm nay theo khảo sát của nền tảng lắng nghe mạng xã hội burst cho thấy là chụp ảnh thì là chủ đề được thảo luận nhiều thứ ba chỉ sau mua sắm và lì xì ạ à, vào thời điểm mà người việt chào đón tết giáp thìn và cùng với đó thì từ khóa áo dài cũng là cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất và có thể nói rằng từ xưa tới nay ạ thì việc chợ mặc đẹp nét đẹp truyền thống từ trẻ em cho đến bậc cao niên thì bởi quan điểm là một cái tết No đủ ấm áp và đẹp đẽ trong những bộ quần áo mới sẽ mang đến cho mỗi người sự may mắn và sung túc hơn. Và áo dài thì đã trở thành biểu tượng thú vị của sự kết nối giữa thế hệ trẻ và di sản văn hóa dân tộc. Mời quý vị cùng đến với những hình ảnh đẹp này trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay. Những bức ảnh gia đình sum họp đi chúc Tết hay du xuân vãn cảnh, tà áo dài đã trở thành hình ảnh rực rỡ không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt, đặc biệt với giới trẻ Năm nay, xu hướng chụp theo phong cách truyền thống của thập niên 80-90 kèm theo các phụ kiện, khăn, kính đã trở thành trào lưu. Ngoài tự chụp ảnh cho nhau, nhiều bạn trẻ đã sẵn sàng thuê các tay máy chuyên nghiệp với giá chụp từ 500.000 đến 1 triệu 500.000 đồng một người, tùy theo số lượng, giờ chụp, địa điểm chụp, để có những bức ảnh mang đậm sắc Tết để khoe trên mạng xã hội. Mình cũng góp hai chiếc, mẹ mình chắc phải góp mười mấy chiếc người trẻ còn ít các bà các mẹ khéo phải có ít nhất chục chiếc áo dài trong tủ ấy một trào lưu rất đáng hoan nghênh gia đình mình cũng dự kiến mùng hai tết các con cháu diện áo dài chụp ảnh chúc tết cụ vợ mình cũng hết mấy bộ chuẩn bị tết đi lượn và chụp ảnh quá tuyệt vời khi giới trẻ nhận ra nét đẹp truyền thống văn hóa việt nam tết đến xuân về ai ai cũng muốn mặc áo mới vui xuân đón lộc đầu năm việc lựa chọn áo dài Tết không chỉ đơn thuần là việc chọn một bộ trang phục mà còn là lựa chọn cho một nét văn hóa, duy trì kế thừa truyền thống dân tộc. Đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự hân hoan tự hào khi lựa chọn chiếc áo dài du xuân, vì áo dài là quốc phục của dân tộc, là biểu tượng của Việt Nam. Và không chỉ phái đẹp, mà ngay cả nam giới cũng khó từ chối xu hướng chụp ảnh Tết với áo dài. Một năm tôi mua một cái áo dài, vì mặc rồi năm sau mặc lại cái cũ cũng kỳ mà áo dài nam ít mặc đi đâu chỉ có dịp lên sân khấu khi tất niên và mặc vào mấy ngày tết mới đầu mặc thì thấy kỳ kỳ nhưng sau này quen rồi nam giới mặc áo dài truyền thống cũng rất đẹp và lịch sự nên có thêm nhiều loại vải chất lượng tốt và sang trọng để tôn vinh thêm vẻ đẹp cũng như sản phẩm truyền thống của người việt tôn vinh áo dài truyền thống cả nam lẫn nữ cần được nhân rộng và ủng hộ của mọi người theo nhiều cư dân mạng, cảm giác mặc áo dài khi đón Tết cũng giúp người mặc thấy trân trọng giá trị truyền thống hơn. Đặc biệt khi thời trang thay đổi và bão hòa quá nhanh, thì áo dài xuất hiện như một trang phục đại diện cho người Việt Nam đón Tết Việt. Áo dài Tết ngày nay cũng rất phong phú về chất liệu, đa dạng về màu sắc, giá cả, phù hợp với mọi lứa tuổi, giúp cho mọi người sở hữu được chiếc áo dài du xuân phù hợp. Năm nay tôi chọn cho mình bộ áo dài được làm bằng lụa trơn, vòng xuông, có màu sắc rực rỡ, mặc lên nhìn dáng người trẻ trung năng động để chụp bộ ảnh Tết với bạn bè và đi du xuân với gia đình. Kiểu mẫu đa dạng, giá cũng rẻ, 250.000 một bộ cũng đẹp. Tết này mình cũng mua 3 bộ. Mỗi năm tôi chọn một bộ áo dài có phong cách thiết kế khác nhau với nhiều bạn trẻ thì họ thích áo dài cách tân với tà áo rộng và quần rộng như váy, tạo sự bông bềnh cho người mặc. Xu hướng giới trẻ mặc áo dài chụp hình Tết lên ngôi năm nay giúp kinh doanh trang phục truyền thống cũng bùng nổ dịp này. Thống kê của Metric, nền tảng chuyên đo lường số liệu thương mại điện tử cho biết, người Việt đã chi 41,5 tỷ đồng để mua gần 245.000 chiếc áo dài trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki và Sendo. Trong tháng 12 năm 2023, thời điểm 2 tháng trước Tết Nguyên đán 2024, điều đó cho thấy ngày càng nhiều người Việt trẻ thể hiện sự quan tâm và ủng hộ cho nét đẹp truyền thống. Tuy nhiên, giữ gìn như thế nào cũng là câu hỏi được nhiều cư dân mạng đặt ra. Thích lắm khi thấy trào lưu này ngày càng trở lại, nhưng giữ gìn bản sắc văn hóa thì ứng xử cũng phải văn hóa nữa nhé. Ví dụ như không xả rác ngoài đường, mặc đẹp thì lời nói cũng phải thanh tao, cư xử phải đúng mực. Tôi cho rằng việc phát triển áo dài từ những nền tảng cũ vô cùng quan trọng để giữ được chất riêng của áo dài Việt Nam mà không bị lai căng hay pha tạp quá mức. Một trong những nét đẹp truyền thống cần được bảo tồn và nhân rộng, nhưng hãy cẩn thận khi mặc áo dài và di chuyển bằng xe máy đấy nhé. Chụp ảnh nơi công cộng cũng đừng hái hoa bẻ cành theo dòng chảy của thời gian táo dài chuyển giao giữa các thế hệ cùng sự cộng hưởng ở nét đẹp ngàn đời trong nhịp sống hiện đại mỗi dịp tết đến dường như là nút trầm để chúng ta tìm lại và gìn giữ những giá trị xưa và tà áo dài mỏng manh ấy là sợi dây kết nối giữa quá khứ hiện tại và tương lai còn bạn tết này bạn có diện áo dài đi chúc tết du xuân không hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân